8, năm 14, 15 tuổi, ông đã phung phí nguyên khí. 10 năm qua dâm dục vô độ, tinh thần bị tổn thương kẻ sao cho xiết. Huống chi lại có hai người vợ trẻ, nếu chẳng biết tiết dục thì chẳng những không thể sanh con mà còn đến nỗi đoản mạng chết yểu. Từ nay trở đi hãy thấy phụ nữ của người khác hãy tưởng như mẹ, chị, em, con gái. Xem hai cô vợ của chính mình như đạo hữu, ngày thường niệm Quán Âm, đêm đừng ngủ chung với hai cô vợ. Dưỡng cho thân thể được hồi phục 10 phần rồi mới làm chuyện vợ chồng một lượt. Mỗi năm ăn ở với hai bà vợ một lần thì tình cảm vợ chồng ổn thỏa mà đôi bên đều chẳng bị tổn thương. Chắc chắn sẽ sanh được con cái mũm mĩm, thông minh, tâm tánh, hiền thiện, không bệnh, trường thọ. Có thể làm rạng rỡ gia đình, làm khuôn mẫu cho người trong một làng. Nếu có chuyện ân ái là điều vui thú thì chuyện vui chưa lâu, khổ lớn đến tới tinh khô thần chết, không thuốc nào cứu được đâu. Lại nên đem nghĩa này nói với hai người vợ, mọi người cùng giữ điều răn cấm này thì sẽ có nhiều con cái tốt đẹp, ba người bọn ông hạnh phúc đến già, sống thì hưởng ngũ phước, mất lên chín phẩm. Này gửi cho ông một bộ An Sĩ Toàn Thư, một cuốn Thọ Khang Bảo Giám, một cuốn Gia Ngôn Lục, một bộ Quán Âm Tụng, một cuốn Sức Trung Tân Lương. Hai bộ An Sĩ Toàn Thư có bốn tác phẩm, đầu tiên là Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, giảng rộng về ý nghĩa đừng làm các việc ác, vâng làm các điều lành. Thứ hai là Vạn Thiện Tiên Tư, khuyên kiêng giết. Thứ ba là Dục Hải Hồi Cuồng, răn dâm. Thứ tư là Tây Quy Trực Chỉ, khuyên tu tịnh độ. Quán Âm Tụng giảng rõ cặn kẽ sự linh cảm của Đức Quán Âm, hễ đọc Thọ Khang Bảo Giám sẽ chẳng dám không tiết dục. Gia Ngôn Lục giảng đầy đủ rõ ràng về những điều quan trọng trong tu trì. Sách này trích lược những điều trọng yếu từ bộ văn sao. Đọc Sức Trung Tân Lương sẽ có thể làm cho mẹ ông quyết định được vãng sanh Tây Phương. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Dương Chân. 9. Con tuổi còn trẻ dại, phải hết sức chú ý giữ gìn thân thể. Hãy nên đọc kỹ cuốn Dục Hải Hồi Cuồng trong bộ An Sĩ Toàn Thư và Thọ Khang Bảo Giám. Có nhiều thiếu niên khi ý niệm tình dục khởi lên bèn thủ dâm. Chuyện ấy gây tổn hại, tổn thương thân thể cực lớn, chớ nên phạm. Hễ phạm chính là tự tàn hại thân mình, nhơ bẩn tự tâm, khiến cho thân thể hữu dụng bị chết yểu hoặc thành phế nhân bấy bớt không nên cơm cháo gì. Hàng ngày phải phản tỉnh, quan sát tội lỗi nơi thân tâm, ngõ hầu chẳng đến nỗi tự tàn tự hại. Nếu không cha mẹ chẳng nói, sư trưởng không nói, bạn bè đàn đúm xúi giục nhau đến chỗ thành ra thói ác ấy nguy hiểm lắm, còn hơn vào vực sâu đi trên băng mỏng. Tăng tử mang tư cách đại hiền mà đến khi sắp chết mới nói. Kinh thì chép, dè dặt kinh sợ như vào vực sâu, bước trên băng mỏng. Từ nay trở đi ta biết thoát khỏi, chưa đến lúc sắp chết vẫn thường dè dặt kinh sợ, biết mình ắt có chỗ thiếu sót. Này sắp chết rồi mới biết mình không thiếu sót. Cử Bá Ngọc, năm 20 tuổi, biết 19 năm trước sai trái. Đến khi tuổi tròn 50, biết 49 năm trước sai trái. Khổng Tử vào độ tuổi 70, vẫn mong trời cho sống mấy năm nữa hoặc giam 10 năm để học dịch, ngõ hầu tránh khỏi lỗi lớn. Đấy chính là cách dưỡng tâm giữ ý, phản tỉnh, quan sát của Thánh Hiền, là cơ sở để học Phật Liễu Sách Tử vậy. Những điều khác đã nói tường tận trong văn sao và các sách khác nên không ghi cặn kẽ. Còn tên là Giám Chương lại thêm có Chánh Trí Huệ thì không gì chẳng hợp với Phật với Thánh, không gì chẳng đúng Pháp Thế Tục. Người đời nay hơi thông minh bèn cuồng vọng, đấy đều là chẳng biết nghĩa lý. Vị học nhật ích, vị đạo nhật tổn. Vì việc học đạo đức ngày càng tăng thêm, vì đạo thói xấu ngày càng giảm bớt. Vị đạo nhật ích là đem đạo đức thánh hiền cất chứa trong thân tâm ta. Vị đạo nhật tổn là nghiêm túc phản tỉnh quan sát, để khỏi tâm động niệm trọn trọng có tội lỗi gì. Nếu không chỉ là bậc văn tải lỗi lạc, đã chẳng thể vì việc học hà huống là vì đạo ư. Hiện nay thời cuộc nguy hiểm, hãy nên khuyên hết thầy già trẻ trai gái hàng ngày thường kiền thành niệm thánh hiệu Quán Âm để làm thượng sách cầu hòa bình, giữ gìn thân mạng. Ngoài cách này ra không còn tìm được cách khác nào nữa đâu. Ngày 26 tháng 7, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ từ Giám Chương. 10. Lời di chúc khẩn yếu là giữ gìn thân thể. Tấm thân của ông quan hệ đến cả nhà. Cha ông đã ra ngoại quốc rồi, trong nhà ông còn có mẹ, cậu em thứ hai và cô em gái nhỏ đều trông cậy vào ông. Nếu ông chẳng biết thận trọng giữ thân, cả nhà sẽ nguy lắm. Xét theo tính cách của ông, cũng chọn chẳng đến nỗi dầm đãng,
nhưng trong vòng vợ chồng cũng nên điều độ, chớ nên mặc sức tham ưa khoái lạc. Đối với những điều kỵ húy trong thọ khang bảo giám, hãy nên suy xét kỹ càng ghi nhớ, cũng nên bảo sư thiệu đọc kỹ. Ngõ hầu được sống hạnh phúc đến già, cùng được sống lâu khỏe mạnh. Những kẻ thanh xuân ở quá trong cõi đời, cũng như những người cưới vợ chưa được mấy chốc và đã chết, 10 phần hết 8, 9 là do chẳng biết tự thận trọng đến nỗi uổng mạng. Há có phải mỗi trường hợp đều do bổn mạng từ lúc sanh ra đã như thế ư? Nếu La Tế Đồng, thương nhân X và đứa con của thương gia Y đọc kỹ thọ khang bảo giám đã biết rảnh rẽ những điều kỵ húy, há có chuyện bị chết ngay ư? Quang thường bọn họ vô tri nên mới đặc biệt biên tập sách này đã in 5 vạn cuốn. Sợ ông nghĩ ta chẳng đến nỗi phạm tà dâm, cần gì phải đọc sách ấy. Vậy là sai lầm quá đỗi rồi. Hoàng đế Đồng Trị cũng do bệnh chưa lành mà ân ái nên phải chết. Chuyện này quả thật là đạo trọng yếu để giữ thân yên đời. Thủa xưa hoàng đế còn sai viên quan truyền lệnh dùng mõ gỗ đi khắp nẻo đường, tức đường xá, ngõ ngách trong thôn làng để bảo ban. Nay thì cha mẹ cũng chẳng bảo ban con cái, đến khi con phạm phải những điều kỵ húy chết mất rồi, chỉ biết gào khóc, há chẳng đáng buồn quá sức ư? Tôi có tình thâm giao với cha ông, mẹ ông và vợ chồng ông, lại quy y với tôi. Tôi xem vợ chồng ông như con cái vậy, vì thế mới nói lôi thôi như thế này. Những vị thiện tri thức khác quyết chẳng nói đến chuyện này. Chẳng biết ông có nghĩ lời Quang là đúng hay không. Những điều khác đã có trong kinh điển nên Quang chẳng cần phải nói nữa. Ngày 2 tháng 2 năm Kỷ Tỵ 1929, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Sư Khang. 11. Ông nói 5-6 năm qua, từ sau khi ra trường mắc bệnh xương khớp dã rời, gần như đã chết một nửa người. Có phải vì trong thuở còn đi học ấy, bạn bè đàn đúm tụ họp cùng nhau đọc tiểu thuyết, đến nỗi chân tình mất mát thủ dâm liên tục, do vậy mới có hiện tượng ấy hay chăng? Đấy chính là căn bệnh chung của lũ học sinh trong hiện tại. Trong 10 đứa có đến 8-9 đứa vướng phải, do cha mẹ thầy bạn đều chẳng chịu nhắc đến, nên kẻ bị bệnh ngày thấy càng nhiều, chẳng thể ngăn dứt được. Do chuyện này, Quang liền cho in 800 cuốn thọ khang bảo giám. Hễ kẻ trẻ tuổi gặp Quang, Quang đều nói rõ lẽ lợi hại với họ, bảo họ giữ gìn thân thể, đừng phạm. Dù là thủ dâm hay tà dâm đều phải nghiêm túc kiêng dè, đừng phạm. Ngay như vợ chồng ăn nằm với nhau cũng phải có chừng mực, cũng như biết kiêng kỵ để khỏi đến nỗi bị mất mạng oan uổng. Nếu không, người cực tốt cũng vẫn có thể chết vì chuyện này, giúp nhau đổ thừa cho số mạng, chẳng biết tự mình đã nộp mạng. Ông còn rất trẻ mà đã bị bệnh, hãy nên thường đọc sách ấy, cũng như Bảo Đức Chánh thường đọc, đôi bên dằn nhắc nhẫn lẫn nhau, ngõ hầu những đứa con đã sanh như Quân Tốn vân vân đều được mũm mĩm trưởng thành, tánh tình hiền thiện, vợ chồng ông sống hạnh phúc đến già cùng sanh Tây Phương. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 3, thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy, thư thứ 6. 2. Lại còn có thọ khang bảo giám đã giao cho thợ sắp chữ. Đợi khi sắp chữ xong, sẽ cho in cùng lúc với Văn Sao. Sách này chính là bản tăng đính mở rộng sửa chữa cuốn Bất Khả Lục rồi đổi tên. Bọn thiếu niên hiện thời thường chẳng biết cách giữ gìn thân thể, mặc sức theo đuổi sắc dục, do vậy mà chết chừng 4 phần. Do ham sắc dục mà bị các thứ bệnh khác rồi chết cũng chiếm đến 4 phần. Người trong cả cõi đời trong 10 phần có đến 8 phần là do bị chết trực tiếp hay gián tiếp bởi nữ sắc, cũng đáng thảm lắm. Đừng nói chi kẻ buông lung tìm hoa kiếm liễu, ngay như trong tình vợ chồng, những kẻ vì chẳng biết kiêng kỵ mà bị tử vong cũng chẳng biết đến mấy vạn. Trong tháng 10 năm ngoái, do một đệ tử của Quang vì bị bệnh đã lâu, người thiếp bèn cầu Phật nguyện ăn chay suốt đời. Ông ta không uống thuốc mà được lành, khí sắc của ông ta thuần tịnh rạng rỡ ít có ai bằng. Chưa được hơn một tháng, do phạm phòng sự ăn nằm liền chết. Vì thế tôi phát tâm in cuốn sách này để cứu những kẻ chẳng biết kiêng kỵ khỏi phải bị chết. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 3, thư trả lời Phước Châu Phật Học Xã. 13. Nay đem vật do như thử sức trung tân lương thọ khang bảo giám tức tai khai thị liễu phạm tứ huấn, mỗi thứ hai cuốn lèn chặt thành một bưu kiện, những thứ giấy dùng để chèn chỗ trống cũng đừng vứt đi, bởi đấy chính là sớ lễ Quán Âm cầu con và ba điều trọng yếu để cầu con, cũng là bài văn có quan hệ lớn lao cho hết thảy kẻ thanh niên, bất luận già hay trẻ đều chớ nên không biết. Nếu không chẳng biết tiết dục mà mong sanh con thì chưa sanh được con mà cha đã chết trước rồi.
hoặc mẹ do ân ái quá nhiều bị mắc bệnh lao sái chẳng biết là bao nhiêu. Đồ hữu xanh khá thông minh, những con em thông minh hiện thời phần nhiều mắc bệnh thủ dâm. Hãy bảo chúng nó đọc Thọ Khang Bảo Giám và Liễu Phàm Tứ Huấn thì sẽ chẳng đến nỗi mắc phải những mối họa đau khổ như trở thành tàn tật và đoản mạng mà chết. Xưa kia, Thánh Vương sai quan bố cáo khuyên mọi người không nên ăn nằm khi sấm sắp động vào đầu xuân. Nay thì cha mẹ, thầy bạn nhất là chẳng nói đến chuyện này, cũng là do ác nghiệp của mọi người cảm thành. Có kẻ càng ngu hơn, thấy con cái bị bệnh, liền cưới vợ cho nó, ý muốn cho con mau được lành bệnh, thật ra là làm cho nó chóng chết. Chẳng đáng buồn ư, một người ở Hồ Nam, có hai đứa con đều chết vì lý do này. Đứa con thứ ba mắc bệnh vẫn muốn làm như thế, bị một người bạn của trách mới thôi. Ấy chính là quả báo do đời trước dụ dỗ kẻ khác chơi bời bừa bãi đến chết. Một đứa đã chết còn chưa ngộ, hai đứa chết luôn mà vẫn chưa ngộ. Nếu không bị người bạn của trách, chắc sẽ bị tuyển tự. Rốt cuộc vì lẽ nào mà tâm kẻ ấy ngu như thế? Nếu không phải do oán quỷ xoay khiến, ắt chẳng đến nỗi ngu như thế. Thì nãy sáng suốt thì may mắn thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiện, thư thứ 3. 14. Nay gửi cho ông một bộ Văn Sao, một bộ An Sĩ Toàn Thư, một bộ Quán Âm Tụng, hai cuốn Thọ Khang Bảo Giám, xin hãy đọc kỹ. Văn Sao thì chẳng những tu chỉ tịnh nghiệp, có chỗ làm căn cứ nương tựa, ngay cả những cách xử thế, giữ thân, tẻ ra dạy con, vân vân đều có nêu rõ. Trong đời hiện thời, ắt cần phải sốt sắng để sớm nhân quả báo ứng, dạy con cố nhiên là nhiệm vụ trọng yếu, nhưng dạy con gái càng quan trọng hơn dạy con trai, bởi lẽ con người lúc bé thường ở bên mẹ, nếu mẹ hiền thì con cái cũng tự nhiên sẽ hiền, do thường được un đúc nuôi dạy đã tập quen thành thói. Đấy, khi lớn lên được cha dạy dỗ sẽ thuận chiều chỉ dạy thật là dễ dàng. Đời hiện tại loạn đến mức như thế này đều là vì không có hai thứ khéo dạy trên đây mà nên nỗi. Quang không có sức cứu vãn kiếp vận, nhưng có tâm cứu đời, cho nên ở đây mới dài dòng một phen. Nếu hứa chẳng cho lời bàn của lão tăng là viển vông phủ bạn thì may mắn lắm thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tục Biên Quyển Thượng, thư gửi cư sĩ Tự Giác. 15. Khéo sao cư sĩ Bành Mạnh Am đưa chuyện người con gái có hiếu ở Hồ Nam cho đọc. Cô con gái có hiếu ấy chỉ biết có mẹ, người con gái tiết hạnh chỉ biết đến nghĩa, sự sống chết của chính mình chẳng thèm màng đến nữa. Tuy đã thể hiện gương táng thân vì mẹ vì nghĩa, nhưng chẳng thể dùng gương ấy để răn dạy người tầm thường được. Tuy vậy, lòng thành tận hiếu tận nghĩa, ngay đến cả thiên địa quỷ thần cũng bị cảm động, huống chi những người sẵn cùng một cái tâm ấy ư? Những kẻ chẳng nghĩ đến ân dưỡng dục, tùy ý tự do luyến ái. Thấy nghe những chuyện này há chẳng thẹn muốn chết, do đó bèn đau đáu sửa đổi lỗi trước, dốc lòng tu đức sau ư? Điều này liên quan đến thế đạo nhân tâm cũng lớn lắm. Hơn nữa, Tiết Tháo như Tần Chiêu, ngay trong khi ấy mà giữ được lòng chẳng loạn lại càng sâu sắc gấp trăm lần. Do giữ trong một lúc chẳng loạn thì dễ, nhưng nhiều ngày chẳng loạn thì khó lắm. Huống chi ông Đặng Ích đã nói, nếu chẳng thể kiềm chế được thì cô gái ấy sẽ thuộc về anh đó ư? Thêm nữa, thiếu niên nam nữ trong mấy chục hôm ngày cùng ăn đêm cùng ngủ mà có thể chọn chẳng có chuyện nam nữ tình dục, chẳng xáo trộn thiên lý, chẳng phải là kẻ chọn chẳng có nhân dục mà làm được ư? Tôi đem chuyện này ghi thêm vào An Sĩ Toàn Thư và Thọ Khang Bảo Giám, hai cuốn sách ấy đã in hơn 20 vạn cuốn, nay lại ghi cả câu chuyện trên đây vào cuốn sách này, hợp thành chuyện Trung Hiếu Tiết Nghĩa, để làm nhát kim đâm xuống đỉnh đầu những kẻ phế trừ luân lý, mã hầu căn bệnh đã lậm vào tạng phủ được mau lành, khôi phục chuyện giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, không làm các điều ác, vâng giữ những điều lành. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Hạ, lời tựa cho bộ Dương Tiêu Sơn Tiên Sinh Ngôn Hạnh Lục. 10. Đại lợi ích của việc niệm Phật. Nghĩa là người niệm Phật quyết định sẽ được 10 điều lợi ích này. Một, ngày đêm thường được hết thảy chư thiên, đại lực thần tướng ẩn thân thủ hộ người ấy. 2. Thường được 25 vị đại Bồ Tát như Quán Âm bảo vệ gia hộ. 3. Ngày đêm thường được chư Phật hộ niệm, A Di Đà Phật thường phóng quang minh nhiếp thọ người ấy. 4. Hết thảy ác quỷ dạ xoa la sát đều chẳng hại được, chẳng bị chúng phải gián độc thuốc độc. 5. Nước lửa oán tạc đao binh súng ống công cụ lao ngục đều chẳng mắc phải. 6. Những tội nghiệp đã tạo khi trước thầy đều tiêu diệt. 7. Đêm ngủ mộng thấy điềm lành hoặc thấy thân sắc vàng thắng diệu của Phật A Di Đà.
8. Tâm thường hoan hỷ, vẻ mặt tươi tắn, khí lực sung mãn, việc làm tốt đẹp. 9. Thường được hết thảy mọi người trong thế gian cung kính lễ bái, giống hệt như kính Phật. 10. Lúc lâm chung, tâm không hãi sợ, chánh niệm hiện tiền. Tây phương tam thánh dùng đài vàng tiếp dẫn, vãng sanh tịnh độ, liên hoa hóa xanh, hưởng sự vui thắng diệu. Xin quý vị chú ý, trong 10 điều lợi ích này, 9 điều trước đều là những lợi ích chuyển hóa nghịch cảnh, tiêu trừ tai nạn. Điều lợi ích cuối cùng là thân sau thoát khỏi luân hồi. Phương pháp niệm Phật 1. Khóa lễ sáng chiều đơn giản nhất. Nam mô Đại từ Đại bi Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm một lần, lễ một lạy, hoặc chỉ chắp tay. Nam mô Đại từ Đại bi A Di Đà Phật. Niệm lễ giống như trên. Nam mô A Di Đà Phật, không cần lễ bái, chỉ cung kính niệm. Quỳ niệm, ngồi niệm, đứng niệm đều được, tối thiểu là 100 câu đến 1000 câu, vạn câu, tùy theo công việc rảnh hay bận của mỗi người. Chỉ nên từ ít tăng lên nhiều, đừng từ nhiều giảm xuống ít. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, một niệm một lạy. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, niệm một niệm một lạy. Quán Âm Thế Chí là hai vị hiếp sĩ Bồ Tát thị giả thân cận của Đức A Di Đà, thường gọi chung là Tây Phương Tam Thánh. Niệm Phật xong lẽ đương nhiên nên lại hai ngài. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, một niệm một lạy. Cực lạc thế giới có rất nhiều vị Bồ Tát, tương lai đều là thầy bạn của mình, nên cũng nên lễ bái. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân trọng, dưới cứu ba đường, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này cùng sanh cõi cực lạc. Đây là bài hồi hướng cũng nói về nguyện lực niệm Phật của mình, lễ bái vui ra. Phụ chú, mỗi ngày sáng chiều hai lượt thực hành công khóa trên đây, rửa tay xúc miệng đối trước tượng Phật thắp hương đảnh lễ theo đúng pháp tụng niệm. Nếu không có tượng Phật hoặc chỗ mình ở không thuận tiện thì không đốt hương không đảnh lễ cũng được, chỉ hướng mặt về Tây, trong lòng cung kính thì cũng có công đức tương tự, được niệm những chữ ghi trong dấu ngoặc. 2. Phương pháp niệm Phật 10 hơi. Cho đến hết một hơi, niệm dăm ba câu hoặc 6-7 câu Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm hết 10 hơi như vậy, bèn niệm bài hồi hướng một lượt, lễ bái lui ra. Phụ chú, cách này dành cho người cực kỳ bận rộn, chỉ tốn thời gian không quá 5 phút. Điều trọng yếu nhất là mỗi ngày sáng chiều phải thực hành một lần, vạn phần chẳng được gián đoạn. Có tượng Phật thì đối trước tượng Phật niệm tụng, không có tượng Phật thì hướng về phía Tây mà làm. Hai cách niệm Phật vừa đề cập trên là dành cho người quá bận rộn. Nếu có lúc rảnh rỗi thì sau khi niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, tụng một quyển kinh A Di Đà, tụng ba biến chú vãng sanh, 8 Phật một lượt thì càng hay. Cách hành trì này tối đơn giản, hợp thực tế, quyết định thành công. Đề tựa sách Thọ Khang Bảo Giám. Chẳng có ai không muốn trường thọ mạnh khỏe yên ổn, con cháu đông đảo, công nghiệp lẫy lừng, vận may đưa tới. Cũng không có ai muốn bị đoạt mạng chết yểu bệnh tật, con cháu tuyệt diệt, gia đạo suy đồi, hung thần ngự đến. Đấy là niềm mong ước thường tình của con người trong khắp cõi đời. Dẫu là đứa trẻ mới cao 3 thước, thước tàu, không ai là chẳng mong muốn như vậy. Dẫu là kẻ trí ngu cũng hoàn toàn chẳng vui mừng vì bị tai họa, chán phước ghét lành. Nhưng kẻ hiếu sắc tham dâm thì những điều tâm họ mong mỏi và những chuyện thân họ làm đích thực là trái nghịch nhau. Rốt cuộc đến nỗi chuyện chẳng mong muốn lại bị, chuyện mong muốn không có cách nào đạt được, chẳng đáng buồn ư. Khoan hãy nói đến kẻ buông tuồng nơi hoa, nơi liễu, chỉ mong mỏi chuyện ấy. Ngay trong vòng vợ chồng, nếu cứ tham đắm, nó sẽ bị táng thần mất mạng. Cũng có kẻ chẳng quá mức tham đắm, nhưng do không biết kiêng kỵ. Những chuyện kiêng kỵ được ghi đầy đủ ở phần sau cuốn sách, cho nên ở đây tôi không ghi rõ. Cứ mạng muội theo đuổi, đến nỗi bị tử vong, thật quá đáng thương. Vì thế, Tiền Hiền soạn sách Bất Khả Lục thuật rõ cặn kẽ mối hại sắc dục, siêu tập những câu cách ngôn khuyên răn kiêng dâm bớt dục, những câu chuyện chứng tỏ phước thiện họa dâm, phương pháp chỉ giới như ngày tháng, những lúc, những nơi chốn, những người, những việc nên kiêng kỵ, chẳng ngại phiền phức, đều được trình bày cặn kẽ, ngõ hầu người đọc biết phải nên kiêng dè những gì. Tầm giác thế cứu dân ấy có thể nói là khẩn thiết châu đáo, thiết tha hết mực. Ấn Quang lại tăng đính sách ấy, đặt tên là Thọ Khang Bảo Giám và quyền mộ để in ra, hòng lưu truyền rộng rãi, là vì có nỗi đau lòng chẳng thể chịu được. Một đệ tử của Quang là La Tế Đồng, người Tứ Xuyên, 46 tuổi, có thuyền buôn ở Thượng Hải, tánh tình khá trung hậu, tin sâu Phật Pháp, cùng với nhóm ông Quan, Quýnh Trì, v.v. đồng sáng lập Tịnh Nghiệp Xã. Trong những năm Dân Quốc 12-13, 1923-1924,
thường muốn đến núi Phổ Đà quy y, do bận việc nên chưa được thỏa nguyện. Năm Dân Quốc 14, 1925, ông ta mắc bệnh cổ trướng mấy tháng, tình thế cực nguy hiểm, chữa thuốc tàu, thuốc Tây đều vô hiệu. Đến ngày 14 tháng 8 thanh toán tiền thuốc vì số tiền quá lớn, liền bực mình nói: "Từ đây dù có chết ta cũng không uống thuốc nữa." Bà vợ bèn đối trước Phật cầu đạo khẩn thiết, nguyện suốt đời ăn chay niệm Phật, cầu cho chồng được lành bệnh. Ngay trưa hôm ấy, bệnh liền chuyển biến, đi tiêu xả ảo ạt nước ứ ra, không thuốc gì mà hết bệnh. Cuối tháng 8, quang đến đất thân Thượng Hải, cụ tại chùa Thái Bình. Ngày mùng 2 tháng 9 đến tịnh nghiệp xã họp mặt cùng ông Quan Quýnh Tri, ông Tế Đồng cũng có mặt, tuy thân thể chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nhưng khắc sĩ khí sắc thuần tịnh tươi tắn, không ai bằng. Gặp quang ông ta vui mừng thưa: "Sư phụ đến rồi, con xin quy y tại đất thân, chẳng cần phải lên núi nữa." Ông ta chọn ngày mùng 8 cùng vợ đến chùa Thái Bình cùng thọ tam quy ngũ giới. Lại thỉnh các cư sĩ Trình Tuyết Lâu, Quan Quýnh Tri, Đinh Quế Tiêu, Âu Dương Thạch Chi, Từ Trĩ Liên, Nhậm Tân Bạch, vân vân, bồi tiếp quang dùng cơm. Ngày mùng 10 lại mời quang đến nhà dùng cơm và nói: "Sư phụ chính là cha mẹ của bọn đệ tử chính là con cái của sư phụ." Quang nói: "Cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, nay bệnh ông tuy khá nhưng chưa bình phục, hãy nên thận trọng." Tiếc là chưa nói rõ chuyện phải thận trọng chính là chuyện phòng sự ân ái. Đến hôm cuối tháng tại Công Đức Lâm mở hội cảm hóa nhà tù, ông ta cũng dự hội. Buổi hội giải tán xong, có mười mấy người giữ quang lại dùng cơm, ông ta vừa mới đến, bèn cùng người trông coi sổ sách trao đổi mấy câu rồi đi, sắc mặt giống hệt như người chết. Quang biết là do ông ta phạm phải phòng sự mà ra, rất hối tiếc lúc đó chỉ nói cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, chưa từng nói rõ duyên do, đến nỗi ông ta lại bị nguy ngập. Muốn tu chỉnh sách này để khẩn thiết khuyên răn, nhưng do bận bịu chưa làm được, ngày 6 tháng 9 Quang về núi, bèn gửi ngay một lá thư trình bày hết sức tường tận, lẽ lợi hại nhưng đã không còn thuốc gì cứu chữa được nữa, mấy ngày sau ông ta mất. Lúc mất, ông Quan Quýnh Tri mời các vị cư sĩ đều đến niệm Phật. Ông là có đường vãng sanh Tây Phương hay không chưa thể biết, nhưng không đến nỗi đọa lạc. Ôi, bị bệnh nặng mấy tháng do ta bảo ra bị nên không dùng thuốc mà được lành bệnh. Trong vòng mười mấy ngày khí sắc tươi tỉnh vượt xa hơn người bình thường. Do không biết thận trọng, lầm lẫn phạm phải phòng sự mà chết. Không chỉ là tự tàn hại cuộc đời mà còn cô phụ tử ân của Tam Bảo quá đỗi. Quang nghe tin cáo phó tâm đau xót, nghĩ cõi đời chẳng biết kiêng kỵ, cứ mạo muội theo đuổi chuyện đó đến nỗi mất mạng nhiều vô số, nếu chẳng lập cách ngăn ngừa gìn giữ trước, đúng là đã đánh mất đạo tử bi cứu khổ của Đức Như Lai. Tính đem bất khả lục tăng đính ấn lắc lưu truyền rộng rãi ngõ hầu cả thế gian đều biết kiêng kỵ, chẳng đến nỗi lầm lẫn đánh mất tánh mạng. Một vị cư sĩ đem số tiền do mẹ để lại là 1.600 đồng tính in thiện thư để thí tặng. Quang bảo ông ta dùng hết số tiền ấy để in Thọ Khang Bảo Giám, hòng cứu vớt thanh niên nam nữ chưa gặp cảnh nguy hiểm. Tức là do cái chết của một mình ông La Tế Đồng sẽ khiến cho hết thảy những người đọc sách này trong hiện tại và vị lai đều biết phải nên răn rẻ thận trọng, cũng như do xoay vần lưu thông lần lượt khuyên bảo lẫn nhau sẽ khiến cho cả thế gian đều cùng hưởng trường thọ mạnh khỏe bình yên, nỗi khổ quan quả cô độc ngày càng ít thấy. Như vậy thì do cái chết của một mình ông La Tế Đồng lại khiến cho hết thảy mọi người đều được sống thọ khỏe mạnh, thì cái chết của ông Tế Đồng sẽ có công đức. Nhờ công đức ấy hồi hướng vãng sanh, ác sẽ tử tạ sa bà, cao đăng cực lạc, làm đệ tử của Phật Di Đà, làm bạn lành trong hải chúng. Mạnh Tử nói, dưỡng tâm già, mặc thiện vu quả dục, dưỡng tâm thì không gì tốt bằng bớt ham muốn. Tuy cũng có kẻ thiểu dục mà đoạn mạng nhưng cũng rất ít, cũng có người đa dục vẫn sống lâu, nhưng người như vậy ít lắm. Lúc mạnh khỏe còn nên tiết dục, huống chi lúc bệnh nặng mới lành. 7 năm trước, con của một vị đại thương gia học Tây Y ở Nhật Bản đỗ đầu ngồi xe điện. Xe chưa ngừng đã nhảy xuống, đã gãy cánh tay. Do chính anh ta là bác sĩ nên chữa trị ngay, và bị thương ở xương, ắt phải kiêng nữ sắc trong vòng 100 mấy ngày. Cánh tay của anh ta lành chưa được bao lâu, do mừng thọ mẹ liền trở về nước, đêm ngủ cùng vợ, ngày hôm sau liền chết. Anh chàng này khá thông minh, sắp thành bác sĩ, sao lại đối với chuyện kiêng kỵ này lại ngờ nghệch chẳng biết, để đến nỗi khoảnh khắc khoái lạc cướp mất tánh mạng rất trọng, đáng buồn quá sức. Năm trước một thương nhân đang gặp vận may, hôm trước giành được mối lợi 600-700 đồng, khá đắc ý.
Ngày hôm sau, từ chỗ người thiếp đi đến chỗ vợ cả, người vợ vui lắm. Lúc đó nhằm tháng năm trời rất nóng, vợ bật quạt điện, sắp đặt chậu tắm, lấy nước đá pha mật cho uống, chỉ biết giải nhiệt cho mát. Nào biết hễ muốn ân ái không được dùng chất lạnh.